Arahato samma sambuddhassa buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi tutiyam pi sanghang saranang gacchami tatiyam pi buddhang saranang gacchami tatiyam pi dhammang saranang gacchami tatiyam pi sanghang saranang gacchami iti bhikkhu bhagava arahang samma sambuddho Vicca jagana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manusanang buddho bhagava sinati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sancha vacchena hotu me jaya mangalang Putta mangena vandeham padapam sum varuttamam buddheyo kalito doso buddho kamatutam mamam svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam vedita bhavanyo hi Sinati me saranang anyang pammo me saranang warang etena satcha vacchena hotu me jaya mangalang uttamangena vandeham dhammang charuvitam warang dhammeyo halito doso dhammo kamatutam mamam Supatipanno bhagavato savaka sangho Supatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Nyadidam chattari purisa yugani attha purisa pukkala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayyo pahunayyo dakkinayyo Anchalikaniyo anuttaram punyakhetam lokasa Sinati me saranam anyam sangho me saranam varam Etena samcha vacchena hotu me jaya mangalam Uttamangena vandeham saṅkhaṃ caduvitottamam saṅkheyo kalito doso saṅkho kamatutam mamam vandāmi ceti yaṃ sabbaṃ sabbatthāne subhatitthitaṃ sāreerikathā tu mahābodhin buddharūpaṃ sakalaṃ sadā Sambuddhe attavi sancha dvada sancha sahas sake pancha sata sahasa hinamami sirasa aham te sang dhammaṃ ca saṅkhaṃ ca ādarena namāmi haṃ namakāranubhāvena haṃ tvā sabbe upattave aneka antarāya pivinas Santo asse sato sambuddhe pancha paññā saṅkha catuvi sati sahas sakke dasa satta sahas tāni namāmi sirasa aham te saṃ dhammaṃ ca saṅkhaṃ ca ādarena namāmi haṃ namakāranubhāvena haṃ tvā sabbe upattave Tawe aneka antaraya divinasantu ase sato sambuddhe nabuddha sate atta jattali sasahas sake visati satasahas sani namami sirasa aham
Tê sang phẩm mạnh cha sang thành cha a đa rê na na ma mi hằng nam ma ca ra nu pa quê na ham toa sắp bê u pát ta quê a nê ca an ta ra ya pi mi na san tu a se sa to sắp bê phu rát ti ma ya di sa ya sắp pa a quê ra tu ki hôn tu sắp bê phu rát ti ma ya nu di sa ya sắp pa Awe ra sukhi hon tu sap de dak ki na ya di sa ya sap pa. Awe ra sukhi hon tu sap de dak ki na ya nu di sa ya sap pa. Awe ra sukhi hon tu sap de pat chi ma ya di sa ya sap pa. Awe ra sukhi hon tu sap Đề bát chi ma ya nu di sa ya sát ta A huệ ra su khi hòn tu sắp Đề út ta ra ya di sa ya sát ta A huệ ra su khi hòn tu sắp Đề út ta ra ya nu di sa ya sát ta A huệ ra su khi hòn tu sắp Đề u pa ri ma ya di sa ya sát ta A huệ ra su khi hòn tu sắp đề hết thi ma ya di sa ya sát ta. A huệ ra su khi hòn tu sắp đề sát ta. A huệ ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp cha bát cha hòn tu a ni kha hòn tu đi kha yu kha hòn tu a ro ga hòn tu sam pat ti hi sam mit chan tu su khi at ta nang pa ri ha ran tu duk kha pat ta cha nit duk kha pa ya pat ta cha nit pa ya so kha pat ta cha nit so kha hòn tu sap de ti pa ni no Akasattha cha kummatta devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam Akasattha cha kummatta devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu Akasattha cha kummatta devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo Akasattha cha kummatta devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino Akasattha cha kummatta devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada idang watano punyang asavakkhaya vaham hotu anagate kale sadhu dạ thầy kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài. Dạ con kính dâng mic đến sư. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Mạng ạ. Nam mô Sang Thầy ạ. Xin chào các học viên. Con kính đến lễ tâm bồ sắc giới. Trước tiên thì chúng ta nghiên đọc, rồi sau đó chúng ta tập đọc cái phần Bali này. Như mình học ở trong cái diệu pháp mình cũng tập đọc Bali, rồi mình học trong cái lớp Bali thì mình cũng tập đọc. Cho nên nhiều lần mà chúng ta đọc qua đọc lại như vậy thì sẽ giúp cho mình nhớ được, đặc biệt là các cái cách học mà mình đọc ở trong các bạn nhớ được tính của các
danh từ, nhớ được tính của các danh từ, ví dụ như là rupa quá trái chiết tăng thì biết đây là dạng danh từ ở dạng trung tính, arupa quá trái biết ba cái chiết tăng thì nó ở dạng trung tính, rồi các danh từ này dạng danh từ ghép nó đều ở dạng trung tính. Để chúng ta để ý như vậy rồi chúng ta nhớ nó, chứ đâu có cách nào khác mà mình đi học từng từ. Thí dụ là chiếc tăng trung tính, ru quăng trung tính gì đâu có ai ta học như vậy mà người ta học theo cách là đọc đoạn văn như thế này rồi người ta nhớ nó. Rồi nếu mà từ nào mà chưa rõ thì người ta lật thêm từ điển để xem thôi. Rồi bây giờ chúng ta nghe đọc. Arupa vachara cittang, arupa vachara vipaka cittang, akasa nanja yatana vipaka cittang, vinya nanja yatana vipaka cittang, akinjanya yatana vipaka cittang, neva sanya na sanya yatana vipaka cittang, jeti imani chattaripi, arupa vachara vipaka cittani namah. Arupa vachara cittang, arupa vachara vipaka cittang, akasa nanja yatana cittang, vinya nanja yatana vipaka cittang, akinjanya yatana vipaka cittang, nevasanya na sanya yatana vipaka cittang, jeti imani cattaripi. Arupa vachara vipaka cittani namah. Rồi một lần nữa. Arupa vachara cittang tâm bồ sắc giới. Arupa vachara vipaka cittang là tâm quả bồ sắc giới. Akasa nanja yatana vipaka cittang tâm quả không vô biên xứ. Vinya nanja yatana vipaka cittang tâm quả thức vô biên xứ. Akinjanya yatana vipaka cittang tâm quả vô sở hữu xứ. Nevasanya na sanya yatana vipaka cittang jeti. Ở đây mình tách nó ra, nó là cittang chán với lại jeti, là tâm quả phi tưởng với phi tưởng xứ. Imani chattaripi là bốn loại tâm này, arupa vachara vipaka cittani namah, gọi là tâm quả bồ sắc giới. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để tập đọc bài. Cô Vị Chung mời lớp đọc bài. Dạ con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc bài ạ. Arupa vachara cittang, arupa vachara cittaka cittang, akasa nanja nanja yatana vipaka cittang, vinya nanja yatana vipaka cittang, akinjanya yatana vipaka cittang, neva sanyana sanya yatana vipaka cittang, jeti imani cattaripi, arupa vachara vipaka Chitta Ni Nama. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Đạo Hữu Diệu Thiện ạ. Dạ, con xin kính lĩnh lễ sư, xin kính lĩnh lễ cô tu nữ Diệu Bảo. Kính chào tất cả anh chị em trong lớp ạ. Con xin được đọc. Arupa Vachara Chittang, Arupa Vachara Vipaka Chittang, akasa nanja yatana vipaka cittang, vinya nanja yatana vipaka cittang, akinjanya yatana vipaka cittang, nevasanyana sanya yatana vipaka cittang, jeti imani cattaripi, arupa vachara vipaka cittang, cittani Nam á. Dạ, thưa con đã đọc xong rồi, xin mời kế tiếp. Dạ, xin mời Đạo Hữu Kim Cúc ạ.
Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Aruba Vachara Chittang Aruba Vachara Vipaka Chittang Akasa Nancha Yatana Vipaka Chittang Vinya Nancha Yatana Vipaka Chittang Akinchanya Yatana Vipaka Chittang Neva Sanya Na Sanya Yatana Vipaka Chittang Cheti Imani Chattaribi Aruba Vachara Vipaka Chittani Nama. Thưa sư, xin hết ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Arupa vachara chittang, arupa vachara vipaka chittang, akasa nyancha jatana vipaka chittang, vinya nancha jatana vipaka chittang, akinchanya jatana vipaka chittang, newa sanya na sanya jatana vipaka chittan cheti imani chattaripi arupa vachara vipaka chittani nama. Bạch sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời đại hữu Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc bài. Aruba vachara chittang Aruba vachara vipaka chittang akasa nancha yatana vipaka chittang punya nancha yatana vipaka chittang akinchanya yatana vipaka chittang neva sanya na sanya yatana vipaka chittang cheti imani chattaribi Aruba vachara vipaka chittani nama. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu Phương Ti ạ. Subhakati Bante. Aruba vachara chittang. Aruba vachara vipaka chittang. Vachara. Đọc cho đúng âm lại coi. Aruba vachara vipaka chittang upaka akasa nancha yatana vika pakak chittang. Đọc lại đọc cho đúng dấu lại. Akasa nancha yatana vika pakak yatana chittang vinang nancha Vinna nancha. Không phải Vinna. Vinna nancha. Yatana vika. Yatana chittang. Akinchanya. Yatana vika kachittang. Đúng không sư? Dạ. Thích học mà chỉ khó nghe người ta đọc mới được đọc còn ý mà ngồi đọc đi. Dạ. Nevasanya. Sanna yatana vika vipa ka chitta nesiti. Dạ. Chattaribi.
ripi chatta ripi aruba vacchara ri baka chittani nama. Đọc để ý dấu nó đọc sai nhiều quá, đọc nghe người ta đọc ha, chịu khó lên nghe người ta đọc. Phần lớn là lớp vi diệt pháp này là mọi người đọc khá tốt nên dạ. Lên nghe người ta đọc chứ để tới giờ rồi mình mới vô đọc mình đọc, à, đọc dạ. Sai hơn. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Con xin đọc bài ạ. Arupa vajra cittang arupa vajra vipaka cittang akasa nanja yatana vipaka cittang vinyana nanja yatana vipaka cittang akinchanya yatana vipaka cittang neva sanya yatana vipaka cittang cheti imani chatta ripi arupa vajra vipaka citta ni nama. Dạ, thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Phùng Điệp ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc bài ạ. Arupa vajra cittang arupa vajra vipaka cittang akasa nyancha yatana vipaka cittang vinyananca vinyananca yatana vipaka cittang akinchanya yatana vipaka cittang deva sanya na sanya yatana vipaka citta che cittang che ti imani cattari bi aruba vacara vipaka citta ni nama. Dạ thưa sư, con đọc xong rồi ạ. Dạ con cảm ơn sư. Dạ xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Arupa vajra cittang arupa vajra vipaka cittang akasananja yatana vipaka cittang vinyananja yatana vipaka cittang akinchanya yatana vipaka cittang nevasanya na sanya yatana vipaka cittang ceti imani chatta vipi arupa vajra vipaka citta ni nama. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Tô Quốc ạ. Dạ thưa sư, con đọc. Arupa vajra citta arupa vajra vipaka citta akasa nanja yatana vipaka cittang vinyana nanja yatana vipaka cittang vipaka cittang akinchanya yatana vipaka cittang nevasanya na sanya yatana vipaka cittang ceti imani chatta ripi arupa vacara vipaka cittani vipaka cittani nama. Rồi dạ xin mời đạo hữu Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Arupa vajra cittang arupa vajra vipaka cittang akasananja yatana vipaka cittang vinyananja yatana vipaka cittang akinchanya yatana vipaka cittang nevasanya nasanya yatana vipaka cittang ceti imani cattari pi
Arupa vachara vipaka cittani nama. Dạ thưa sư, xin mời. Dạ xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Arupa vachara cittang. Arupa vachara vipaka cittang akasa. Akasa nhanja nhanja yatana vipaka cittang. Vinya nhanja yatana. Vinya nhanja. Vinya nhanja. Vinya nhanja yatana vipaka cittang. Akin chanya yatana vipaka cittang. Neva sanya nya sanya yatana vipaka. Na sanya. Na sanya. Neva sanya. Na nya sanya yatana vipaka. Nê quá xanh nhà na xanh nhà. Nê quá xanh nhà na giá xanh nhà. Không phải, không phải, không phải. Nê quá xanh nhà na xanh nhà. Nê quá xanh nhà na xanh nhà. Giá ta ná ví vít ví ba cá chít tành chê tí. Y mà ní chát tà rí bí á rù ba quá chá rá. Ví ba cá chít tà ní na má. Dạ, kính chi ăn sư ạ. Sư đọc xong. Dạ còn quý đạo hữu nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Aruba vachara cittang. Aruba vachara vipa ka cittang. Akasa nanja yatana vipa ka cittang. Vinya nanja yatana vipa ka cittang. Akin chanya yatana vipa ka cittang. Nê quá sành nhà nà sành nhà cha ta na quý bà ca chít tành chê tí y mà ni chát ta ri bi a rù bà quá cha ra quý bà ca chít ta ni nà má. Dạ thưa sư, hết người muốn đọc rồi ạ. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta học bài. Thì ở đây giống như hôm trước mình nói qua đó là phần tâm vô sắc giới Arupa Vachara Citta mình chia ra thành ba nhóm. Nhóm một đó là tâm thiện vô sắc giới Arupa Vachara Kusala Citta. Nhóm hai đó là tâm quả vô sắc giới Arupa Vachara Vipaka Citta. Đây là phần bài học mình học ngày hôm nay. Rồi mình có phần còn có một nhóm nữa là tâm tố vô sắc giới Arupa Vachara Kiriya Citta. Giờ phần bài học hôm nay đó là tâm quả vô sắc giới. Thì mình có 9 phần trong bài học này. Một đó là phần định nghĩa, hai là phần bài học học thuộc lòng, đó là 4 tâm quả vô sắc giới. Ba đó là phần tâm quả vô sắc giới phối hợp với tâm sở. Bốn là phần sự của tâm quả vô sắc giới. Năm là tâm quả vô sắc giới nương môn. Sáu là tâm quả vô sắc giới nương vật. Bảy là tâm quả vô sắc giới biết cảnh. Tám là tâm quả vô sắc giới sinh ở hạng người. Sao nó sai với nhau vậy? Chính là tâm quả vô sắc giới sinh ở các cõi. Thì đó là phần 10 phần bài học mình học ngày hôm nay. Một là định nghĩa, hai là phần bài học, ba là phần tâm quả vô sắc giới phối hợp với tâm sở. Bốn là phần sự của tâm quả vô sắc giới. Năm là tâm quả vô sắc giới nương môn. Sáu là tâm quả vô sắc giới nương vật. Bảy là tâm quả vô sắc giới biết cảnh. Tám là tâm quả vô sắc giới sinh ở hạng người. Chín là tâm quả vô sắc giới sinh ở các cõi. Giờ thứ nhất là mình nói về định nghĩa. Thứ nhất đó là gọi là tâm quả vô sắc giới là vì các tâm này nó thành tựu được, đó là do tâm thiện vô sắc giới tạo ra bằng mãnh lực vì thời nghiệp duy. Tức là nó được tạo bởi một cái sát na tâm thiện khác
và cho quả bằng một cái sát na tâm quả khác. Vì việc cho quả khác với thời điểm mà tâm tạo nghiệp hay là tâm thiện, cho nên người ta gọi là vị thời nghiệp duyên. Nó giống như là lúc mà chúng ta học ở trong phần tâm thiện, tâm bất thiện, thì tâm bất thiện đó nó tạo ra cái tâm quả, bảy tâm quả bất thiện. Hoặc là lúc mình học ở trong tâm thiện, thì tâm thiện, tám tâm thiện dục giới, hay là gọi là tám tâm đại thiện, thì nó tạo ra 16 tâm quả, gồm là tám tâm quả, tám tâm quả thiện vô nhân, quả tâm tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Thì ở trong phần tâm sắc giới với tâm vô sắc giới thì cũng vậy, tức là các tâm quả nó có mặt được, đó là nhờ có cái nhân, đó là nhân thiện. Mà giống như nói hôm trước, nó chỉ khác biệt với nhau giữa cái tâm sắc giới, tâm dục giới với tâm sắc giới, đó là tâm thiện dục giới hoặc là tâm thiện tâm bất thiện. Thì khi mà mình tạo một lần thì nó cho quả nhiều lần. Nhưng mà ở tâm vô sắc giới với tâm sắc giới với lại tâm vô sắc giới, hai loại tâm thiện này khi mình tạo thì nó chỉ cho quả một lần. Tức là ví dụ chứng được thiền sắc giới hay là chứng được thiền vô sắc giới, thì sau cái kiếp sống đó nó tạo ra cái tâm quả đưa đến ở cảnh giới sắc giới hoặc là vô sắc giới tương xứng. Một cái định nghĩa khác nữa của tâm quả vô sắc giới, đó là mà luôn luôn chuyển mặt thì thôi, nhưng mà hễ nó có mặt, nó chỉ có mặt ở cõi vô sắc giới, tức là nó rất là hạn chế so với những tâm quả bất thiện, tâm quả thiện. Nó có mặt rất là hạn chế. Thì đó là hai định nghĩa về cái tâm quả vô sắc giới. Thứ hai đó là phần ba la mã, là phần bài học. Ở cái phần này phần hai la mã chứ hả? Sợ lộ hết đi. Cái phần bài học ha. Chắc chờ xin tí nha.
Dạ thưa sư, chưa mở mic. Dạ thưa sư, chưa mở mic thưa sư. Nãy giờ đâu nghe gì hả? Không nghe mà sao không nói là im ru hết vậy? Dạ không nghe. Thật sự không nghe. Đứng đầu sư đó. Trời ơi, nói nãy giờ mà nãy nghe gì mà cứ im ru. Nãy nghe nói sư nó đại sư chung. Rồi đó thì đúng. Nói nãy giờ đang nghe gì. Thì phần bài học, phần bài học nãy chúng ta nghe đọc chưa xong rồi phải không? Thì sang phần 3 đó là dạ. Đọc bài xong rồi thưa sư. Như phần số 3 đó là phần tâm quả vô sắc giới phối hợp với tâm sở. Thì ở đây nhóm tâm vô sắc giới á, nếu mà nói về thiền thì nó thuộc quyền ngũ thiền. Thì ngũ thiền thì nó thọ xả. Cho nên 13 tật tha thì mình bỏ hỷ. Trước tiên là bỏ hỷ. Rồi trong ngũ thiền á, mình nhớ hồi lúc mình học về thiền sắc giới, mình có sơ thiền tầm tứ hỷ lạc định, nhị thiền có tứ hỷ lạc định, tam thiền mình có hỷ lạc định, rồi tứ thiền mình có xả và định. Tức là mỗi một thiền như vậy, mỗi một bậc thiền mình bỏ ra một tâm sở. Thì ở đây đến khi ngũ thiền thì nó chỉ còn lại ba tâm sở, nó bỏ được ba tâm sở, đó là tầm tứ hỷ. Tầm tứ hỷ. Cho nên trong 13 tờ tha, trong 13 tờ tha thì mình chỉ lấy được 10 tâm sở, bỏ tầm tứ hỷ ra. Rồi ở tâm 25 tâm sở tình hảo thì 19 tâm sở tình hảo biến hành thì nó luôn luôn nó có trong các tâm tình hảo. Nhưng mà ở trong tâm thiền á, tâm thiền khi mà xuất hiện á, tu thiền thì tu bằng tâm thiện. Dạ. Nhưng mà tâm thiền mà nó xuất hiện á, thì nó cảnh, có cái cảnh riêng của nó, có cái cảnh đề mục của nó. Cho nên ở trong tâm thiền thì nó không có giới. Không có giới, cho nên ba giới phần cũng không có. Ở hai vô lượng phần á, hai vô lượng phần á, nó ở đề mục hai vô lượng phần á, là nó chỉ dành tu tập để chứng đắc được từ sơ thiền tới tứ thiền thôi. Ở ngũ thiền thì nó không có tu tập cái đề mục này được. Dạ. Mà hãy không tu tập được đến khi cho quả thì cũng không có nó. Cho nên cái bi và tùy hỷ này cũng không... Với lại nếu cái đó mình làm nói ở trong phần thiền sắc giới, còn nói về vô sắc giới á, đúng là không tu tập được thiền chứng đắc ngũ thiền ở sắc giới. Còn ở vô sắc giới á, thì mỗi một loại tâm thiền á, nó có một cái đề mục riêng của nó. Một cái đề mục riêng của nó, cho nên nó không có đề mục bi và tùy hỷ. Mà khi tu tập không có đề mục này thì đến khi mà chứng đắc tâm quả thì tâm đó nó cũng không có mặt. Rồi riêng tâm sở trí tuệ, vì đây tuệ quyền á, vì đây là các tâm thiền, các tâm thiền thì luôn luôn có trí. Ở trong tâm thiện á, trong tâm thiện sắc giới á, thì có những trường hợp đó là tâm thiện nó có trí, nhưng mà có những trường hợp là tâm thiện nó không có trí. Dạ. Thí dụ như là bây giờ mình đi chùa, mình thấy người ta mua bông để cúng dường Phật, thì mình thấy vậy mình hoan hỷ quá, mình cũng mua bông mình đem đến cúng dường. Dạ. Nhưng mà giữa người mà người ta cúng dường trước á, tức là lý do mà người ta thấy mua bông để người ta cúng dường Đức Phật, đó là vì người ta hiểu đó là Đức Phật Ngài là bậc xứng đáng để được cúng dường. Và đây là những thiện sự cần phải làm.
thì người ta làm đó là bằng cái tâm thiện mà hợp trí. Còn người mà thấy người ta cúng dường bông hoa rồi mình thấy vui, mình cũng mua cúng dường theo, thì ở trong trường hợp đó nó cũng là tâm thiện, nhưng mà tâm thiện đó nó không có trí. Nhưng mà ở trong tâm thiện, tâm thiện á thì lúc nào nó cũng có trí. Cái đó là mình nên để ý để mình phân biệt nó. Tâm thiện, nếu mà ví dụ như là người ta hỏi mình đó là có phải chăng là trong tất cả các tâm thiện là đều có trí, thí dụ vậy, thì ở câu hỏi như vậy thì mình phải phân tích nó ra. Trong các tâm thiện á, nếu mà tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện siêu thế thì nó luôn luôn có trí. Nhưng mà trong tâm thiện dục giới thì đôi khi là có trí, nhưng mà đôi khi thì cũng ly trí, nó khác nhau. Cho nên ở đây thì tâm sở tệ quyền thì nó luôn luôn có mặt ở trong các tâm vô sắc giới. Thì 19 tình hảo biến hành với một tâm tâm sở tệ quyền nữa là 20, ở trên 10 nữa là 20, 30. À, 30. Vậy tổng cộng thì mình có 30 tâm sở phối hợp với tâm quả vô sắc giới, đó là 10 tâm sở tự tha và 20 tâm sở tịnh hảo. Cái tâm nào nó cũng vậy, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ hay là phi phi tưởng xứ gì, nó cũng chỉ có 30 tâm sở phối hợp. Rồi phần thứ tư đó là phần sự. Sự thì mình có 14 sự. Mấy này mình học thuộc lòng hết. Sở dĩ sư để phải nhắc lại mấy cái này đó là để cho các tử mình học thuộc lòng. Tức là khi ví dụ như là sau này khi người ta nói đến sự là lập tức mình biết là sự là nó có 14 sự, là mình phải thuộc lòng liền. Dạ, tức là sự khai môn, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thu, sự quan sát, sự xác định, sự động lực, sự na cảnh, sự tục sinh, sự hậu kiếp và sự tử. Tức là 10 cái sự này, tức là công việc của tâm. Công việc của tâm thì tâm nó làm 14 công việc này. Tùy theo trường hợp, tùy theo các loại tâm, nhưng mà tổng quát là nó có 14 công việc như vậy. Dạ. Bây giờ mình xem cái tâm quả vô sắc giới á, nó làm được bao nhiêu công việc. Bao nhiêu công việc. Lúc mà chúng ta học tâm quả mà tâm quả thiện, tâm quả thiện trong đó có tâm quan sát, tâm quả lợi, tâm quả bất thiện với tâm quả thiện. Mà đặc biệt ở trong đó mình có tâm quan sát thọ xả quả thiện và tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Với 8 tâm này quả, các tâm đó làm việc gì? Còn nhớ không? Thường tâm quả là làm việc gì chính? Dạ, na cảnh thưa sư. Tâm quả là thường nó làm việc tục sinh. Tâm quả làm việc tục sinh là cái công việc chính của nó. Mà khi mà tâm nào mà làm việc tục sinh á, thì nó sẽ làm thêm 2 công việc nữa, đó là hậu kiếp và tử. Cho nên cái tâm tục sinh á, nó ảnh hưởng đến cái đời sống mình rất là nhiều. Thí dụ như là khi mình tục sinh bằng cái tâm quả thọ hỷ, thì tâm quả thọ hỷ, cái tiếng chuông mà lúc mà người ta đánh, tức là đánh rồi, tức là người ta đã dừng đánh rồi, nhưng mà cái âm vang đó vẫn còn, thì cái âm vang đó người ta ví dụ giống như là cái na cảnh và tâm quả, 8 tâm đại quả, hoặc là tâm quan sát thọ xả quả thiền và bất thiền á, nó làm được cái nó làm được cái việc na cảnh, tức là biết được cái cảnh gì đó.
nhưng mà ở tâm quả sắc giới và sắc giới á, ở trong dục giới á, thì nó có cảnh dư, cảnh dư, nhưng mà ở trong tâm sắc giới với lại tâm vô sắc giới á, vì nó là trạng thái tâm thì cho nên nó không có cảnh dư, và vì nó không có cảnh dư á, cho nên ở trong tâm quả dục giới với tâm quả sắc giới á, nó không làm việc na cảnh, cho nên nó chỉ làm được việc tục sinh. Mà hết việc tục sinh á, thì nó sẽ làm thêm hai công việc nữa, đó là việc hộ kiếp và tự. Như vậy bốn tâm quả vô sắc thì nó làm được mấy công việc? Có động lực không sư? Làm tục sinh, hộ kiếp và tự ạ. Làm được ba công việc. Tâm quả sắc giới, tâm quả dục giới, sắc giới và vô sắc giới á, nó có làm việc động lực. Nó chỉ ngoài trừ tâm quả siêu thế thôi nó mới làm việc động lực. Sư là bốn tâm quả. Bốn chữ bốn tâm quả. Bốn tâm quả vô sắc giới đó là làm được ba công việc, đó là tục sinh, hộ kiếp và tự. Cũng cần lưu ý đó là mặc dù nó làm việc tục sinh nhưng mà cái tâm quả vô sắc giới á, nó cũng rất là hạn chế. Sư thí dụ như là bây giờ tâm quan sát thọ xả quả bất thiện á, nó làm việc tục sinh á, thì ít nhất nó cũng làm việc tục sinh cho chúng sanh ở cõi gì? Ở mấy cõi? Là bốn cõi khổ. Là bốn cõi khổ. Ít nhất là nó cũng làm được việc tục sinh ở bốn cõi khổ. Còn tâm quan sát thọ xả quả thiện và tám tâm đầy quả, nó cũng làm việc tục sinh, nhưng mà nó làm việc tục sinh được ở mấy cõi? Ở cõi tương ứng. Cõi tương ứng là sao? Cõi tương ứng là tâm quả không vô biên xứ thì tục sinh. Không phải, sư đang hỏi là tâm quả dục giới. Tâm quả dục giới nó làm việc tâm quả, tâm quan sát thọ xả quả thiền với tám tâm này quả, nó làm việc tục sinh cho chúng sanh ở mấy cõi? Dạ, dạ thưa bảy cõi. Bảy cõi. Bảy cõi. Ở bảy cõi. Dạ. Còn tâm quả vô sắc giới á, tâm quả sắc giới á, thì nó làm việc tục sinh tùy theo cái bậc thiện chứng. Ví dụ như là nếu mà tâm sơ quả thì nó làm việc tục sinh cho ba cõi, đó là ba cõi sơ thiền. Tâm nếu mà chứng đắc được nhị thiền với tam thiền á, thì nó làm việc tục sinh cho chúng sanh ở ba cõi nhị thiền. Nếu mà chứng được quả tứ thiền á, thì nó làm việc tục sinh cho chúng sanh ở ba cõi tam thiền. Còn nếu mà chứng đắc ngũ thiền á, thì nó làm việc tục sinh cho chúng sanh ở sáu cõi tứ thiền ngoài cõi vô tượng. Thì ít nhất các tâm đó chúng ta thấy là sao? Mặc dù nó làm việc tục sinh, nó cũng, nhưng mà nó cũng làm việc tục sinh cho chúng sanh ở nhiều cảnh giới khác nhau. Và nhiều nhất đó là tâm quả thiện, làm việc tục sinh cho chúng sanh ở bảy cõi. Bảy cõi. Nhưng mà tâm quả vô sắc giới á, thì nó làm việc tục sinh mà nó rất là hạn chế. Mỗi một tâm quả nó chỉ làm việc tục sinh cho chúng sanh ở một cái cõi tương xứng. Ví dụ như là nếu mà tâm quả vô biên xứ, không vô biên xứ, thì nó chỉ làm việc tục sinh cho chúng sanh ở cõi không vô biên xứ. Nếu mà tâm quả thức vô biên xứ, thì nó chỉ làm việc tục sinh cho chúng sanh ở cõi thức vô biên xứ. Nếu mà tâm quả vô sở hữu xứ, thì nó cũng chỉ làm việc tục sinh cho chúng sanh ở cõi vô sở hữu xứ.
Rồi à, nếu mà tâm quả phi tưởng, phi tưởng xứ á, thì à, nó chỉ làm việc tục sinh cho chúng sanh ở cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. À, tức là tâm nào thì à, làm việc tục sinh cho ở cảnh giới đó. À, ở cảnh giới đó. Nó khác với ví dụ như là tám tâm đại quả ở ở dục giới á. Dạ. Thì à, nó cho làm việc tục sinh á, ở nhiều cái cảnh giới khác nhau, à, cũng từ cao đến thấp, nó tùy theo là cái tâm tâm thiện đó, nó có sự hỗ trợ của tâm định, mặc dù chưa chứng đắc được thiền định, nhưng mà nếu mà trong cái tâm thiện đó được thực hiện với cái tâm định, sức mạnh của tâm định đó nó có thể hỗ trợ cho người này sinh ở cái cảnh giới cao hơn trong các cõi dục giới. Rồi phần tiếp theo đó là tâm quả dục vô sắc giới, đó là nương môn. À, tâm quả vô sắc giới là nương môn. Thì ở đây chúng ta nhắc lại một tí về cái chữ môn đó. Chữ môn tức là cái cửa để ra vào, tức là môn là cái cửa để cảnh đi vào, và nhờ có cảnh đó mà tâm sanh khởi. Ví dụ như là cảnh sắc đi vào cái lộ nhãn môn thì lúc đó nhãn thức sanh khởi, hoặc là nhãn thức biết được cảnh sắc là do nhãn môn. Thì ở trong trường hợp như vậy người ta nói là tâm nhãn thức á, nó nương nhãn môn. Dạ. Rồi tùng tự với trường hợp nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn á, thì cũng vậy. Nhưng mà ở tâm vô sắc giới á, tâm quả vô sắc giới á, thì nó không có nương môn. À, không có nương môn, hoàn toàn không có nương môn. Lý do sao không có nương môn? Thứ nhất đó là vì tâm này á, nó làm việc tục sinh, mà làm việc tục sinh á, thì lúc đó nó chưa có cái môn nào, à, cho nên nó sanh khởi mà nó không có nương môn. Thứ hai đó là làm việc tử. Thường chúng ta nghe mình học ở trong lộ trình tâm á, trước đây mình có học ở trong lộ trình tâm rồi á, tử là tử ở mấy trường hợp. Với người phàm phu mình. Dạ, lộ ngũ và lộ ý. Đúng rồi, lộ ngũ và lộ ý. À, thì cái tâm quả mà nó làm việc tục sinh á, thì đến khi nó làm việc tử á, thì nó sẽ làm việc tử. Nếu mình nghĩ đó là nó sẽ làm việc tử, tại vì nó tâm thiền mà, thì nó sẽ làm việc tử qua lộ y môn, mình sẽ nghĩ là nó như vậy. Nhưng mà thật sự thì tâm quả mà nó lộ y môn, khi mà nó làm việc tử, tại khi mình nói nó nương môn nào đó thì nó phải có cảnh để nó sanh lên qua tâm đó, biết cái cảnh đó qua cái lộ đó thì người ta mới nói là nương môn. Dạ. Nhưng mà tâm quả mà vô sắc giới, ví dụ đến khi người đã chết, dạ, đến khi người đã chết thì cái tâm mà làm việc tử đó, dù nó là tâm quả vô sắc giới, nhưng mà lúc đó là nó không có biết cảnh thông qua lộ ý môn, mà nó có một cái cảnh khác của nó, gọi là cảnh nghiệp, để đưa đến cái cảnh giới tái sanh sau cái kiếp sống đó. Cho nên dù ở trong trường hợp đó tâm quả vô sắc giới nó vẫn là không nương môn. À, không nương môn cả hai trường hợp. Thì đó là liên quan đến môn. Phần thứ sáu đó là nương vật. À, nương vật. Phần nương vật lúc mà mình học ở tâm thiện
tâm thiện tâm tâm thiện vô sắc á, tâm thiện vô sắc á, thì nó nương vật mà bất định. Có còn nhớ không? Nương vật bất định. Lý do làm sao nương vật bất định? Là vì tâm vô sắc á, tâm thiện vô sắc á, đôi khi á, là nó sanh khởi ở cõi dục giới. Thí dụ mà nếu mà người đó đang ở cõi dục giới, thí dụ như con người mình, thí dụ như là Alara Kalama hoặc là Udaka Ramaputta, khi mà ông tu tập ông chứng đắc được thiền vô sắc, thì lúc đó cái tâm thiện đó nó xuất hiện ở cõi dục giới. Dạ. Hoặc là chư thiên mà họ cõi chư thiên mà họ tu thiền, họ chứng đắc được thiền vô sắc, thì lúc đó cái vị chư thiên đó có cái tâm thiện, có cái tâm thiện vô sắc ở cõi chư thiên. Hoặc là ở cõi sắc giới mà khi người ta tu tập chứng đắc được thiền vô sắc, thì lúc đó thì cái tâm thiện vô sắc đó nó có mặt ở cõi sắc giới. Thì ở trong trường hợp mà nó có mặt ở cõi dục giới, ở cõi người, hay là ở cõi trời, hoặc là ở cõi phạm thiên sắc giới, thì ở trong trường hợp đó là nó nương vật. Vì ở các cõi đó là nó có vật. À, có vật. Nhưng mà thí dụ như là nếu mà cái tâm thiện vô sắc đó nó xuất hiện ở cõi vô sắc giới, ví dụ như là từ cõi người mình tu tập mình chứng đắc được thiền định là không vô biên xứ, mình sinh về cõi không vô biên xứ, rồi ở tại đó mình phải tu lại, mình tu lại cái đề mục để chứng đắc được thiền không vô biên xứ. Thì khi mà chứng đắc được thiền không vô biên xứ thì lúc đó tâm thiền nó xuất hiện ở cõi không vô biên xứ, thì lúc đó nó không có nương vật, vì ở cõi vô sắc nó không có vật. À, thì cái đó mình nói về tâm thiện. Còn tâm quả giống như mình nói lúc nãy, tâm quả ở cõi, tâm quả khi mà tâm quả vô sắc giới, khi mà nó có mặt thì nó có mặt ở đâu? Tâm quả vô sắc giới khi mà nó có mặt thì nó có mặt ở đâu? Nếu mà nó sanh khởi. Dạ, ở cõi vô sắc. À, nó chỉ có mặt ở cõi vô sắc thôi. Mà nếu mà nó chỉ có mặt ở cõi vô sắc á, thì nó hoàn toàn không có nương vật. Cái này là hoàn toàn chứ không có nhất định bất định gì giống như là tâm thiện vô sắc nữa, mà nó hoàn toàn không có nương vật. À, vì ở cõi vô sắc thì nó không có vật. Dạ. Thì đó là liên quan đến vật. Rồi bây giờ nói về cảnh. Cảnh thì 21 cảnh. À, 21 cảnh. Có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngũ, cảnh pháp, cảnh chế định, cảnh chân đế, cảnh chế định, cảnh dục giới, cảnh đau đại, cảnh niết bàn, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh ngoài thời, cảnh ngoài phần, cảnh nội phần, cảnh ngoài phần và cảnh nội ngoại phần. Dùm xem cái tâm quả vô sắc giới nó biết được bao nhiêu cảnh. Trước tiên đó là tâm quả không vô biên xứ. À, tâm quả không vô biên xứ ở đây thì nó biết được bốn cảnh. Chúng ta nhớ là lúc mà cái người tu tập thiền á, tu tập thiền để chứng đắc được thiền không vô biên xứ á, thì họ phải có cái khái niệm, đưa ra cái khái niệm đó là hư không. À, là hư không. Thì vì đưa ra cái khái niệm là hư không đó, đó, cho nên cái cảnh đó là cái cảnh chế định. Cho nên đến khi cái tâm quả của cái tâm thiền này xuất hiện á, thì nó cũng biết được cái cảnh chế định. À, mà vì cái biết đó là biết qua lộ ý môn. À, biết qua lộ ý môn, cho nên cảnh đó nó trở thành là cảnh pháp. À, nó trở thành cảnh pháp. Rồi hãy mà cảnh chế định á, chế định thì nó không phụ thuộc vào thời gian.
cho nên nó cũng biết được cảnh ngoài thời. Ngoài thời tức là nó không có phụ thuộc vào thời gian. Dạ. Và cái cảnh chế định nó cũng thuộc về bên ngoài, tức là ngoài phần. Cho nên tâm quả không vô biên xứ nó cũng biết được cảnh ngoài phần. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai đó là tâm quả thức vô biên xứ với lại tâm quả phi phi tưởng xứ nó biết được sáu cảnh. Biết được sáu cảnh. Thứ nhất đó là bây giờ mình nói cảnh chân đế trước để chúng ta dễ hiểu. Nó biết được cảnh chân đế đó là vì người tu tập thiền để chứng được thiền thức vô biên xứ là người đó phải lấy cái tâm thiền không vô biên xứ làm đề mục tu tập. Thì nếu mà lấy tâm thiện không vô biên xứ để làm đề mục tu tập á, thì đồng nghĩa với lấy cái đề mục chân đế. Tại tâm là chân đế, là pháp chân đế. Cho nên đến khi mà có tâm quả thì tâm quả đó nó cũng biết được cảnh chân đế. Mà biết ở đây đó là biết qua lộ ý môn, cho nên nó thuộc về cảnh pháp. Cho nên tâm quả nó thức vô biên xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ nó cũng biết được cảnh pháp. Rồi tâm quả không vô biên xứ nó thuộc về tâm đáo đài. Cho nên cái tâm quả thức vô biên xứ này và phi tưởng phi tưởng xứ thì nó cũng biết được cảnh đáo đài. Hãy tâm thiện nó biết được cảnh nào thì tâm quả nó sẽ biết được cảnh đó. Rồi cái tâm không vô biên xứ mà người ta lấy nó làm đề mục tu tập để chứng đắc được thiền thức vô biên xứ, khi mình chứng đắc được rồi thì cái tâm đó nó trở thành là cái tâm quá khứ. Cho nên tâm thiện thức vô biên xứ nó biết được cảnh quá khứ thì tâm quả nó cũng biết được cảnh quá khứ. Rồi cảnh nội phần. Cảnh nội phần tức là sao? Tức là mình lấy cái tâm không vô biên xứ mà trước đây bản thân mình đã chứng đắc được để tu tập chứng đắc được thiền thức vô biên xứ. Cho nên ở đây thì nó biết được cảnh nội phần. Biết được cảnh nội phần. Rồi cảnh danh pháp. Tâm không vô biên xứ nó thuộc về danh pháp. Cho nên hãy tâm thiện thức vô biên xứ mà nó biết được tâm không vô biên xứ thì đồng nghĩa với nó biết được cảnh danh pháp. Cho nên tâm quả thức vô biên xứ nó cũng biết được cảnh danh pháp. Thì riêng ở tâm quả phi tưởng xứ thì cảnh pháp thì nó cũng vậy. Cảnh tại tâm quả phi tưởng phi tưởng xứ, ta thiền phi tưởng phi tưởng xứ thì nó lấy cái tâm mà tâm vô sở hữu xứ để tu tập. Thì vì lấy cái tâm đó cho nên cảnh của nó là chế định. Và biết qua lộ ý môn thì là cảnh pháp. Tâm quả thức vô biên xứ thì nó là cũng là cảnh đáo đài. Nó là tâm đáo đài cho nên biết được cảnh đáo đài. Tâm thiền mà mình đã chứng đắc được rồi nó trở thành quá khứ. Cho nên nó biết được cảnh quá khứ. Cái tâm này là bản thân mình tu tập chứng đắc được rồi, cho nên nó thuộc về nội phần. Tâm nó thuộc về danh pháp, cho nên cái tâm phi tưởng phi tưởng xứ nó biết được cảnh danh pháp. Cái thứ tư nữa đó là tâm quả vô sở hữu xứ biết được ba cảnh, đó là cảnh pháp, cảnh chế định và cảnh ngoại thời. Cảnh pháp thì biết qua lộ ý môn thì gọi là cảnh pháp. Cảnh chế định vì tâm sở, tâm thiện vô sở hữu xứ, mặc dù nó nương đó là tâm thức vô biên xứ để tu tập, nhưng mà nó nương, nhưng mà nó đưa ra một cái hình thức chế định đó là không có gì cả, nó thiết kinh chiết trong cái đề mục tu tập của nó. Cho nên vì nó đưa ra cái khái niệm như vậy cho nên cái đề mục của nó trở thành là đề mục chế định, mà gọi là cảnh chế định. Cho nên đến khi mà nó biết cảnh thì nó cũng tâm thiền nó biết cảnh thì cảnh chế định,
rồi tâm quả nó biết cảnh, nó cũng biết cảnh chế định. Mà hễ là cảnh chế định thì nó thuộc về ngoại thời, cho nên nó bị thêm được cảnh ngoại thời. Dạ. Thì đó là phần cảnh. Dạ, phần cảnh. Cái phần cảnh này thì nó hơi khó cho các Phật tử, nếu mà mình chưa nắm bắt được cái liên quan của nó. Nhưng mà cứ nghe qua nghe lại lâu rồi quen, chúng ta có thể hiểu được. Còn không thì tìm tài liệu thì người. Khi mà nói đến người liên quan đến thiền sắc giới hoặc là thiền vô sắc giới là mình phải nhớ ngay đó là chỉ có người tam nhân mới tu tập chứng đắc được thiền được. Cho nên ba hạng người đầu đó là người khổ, người lạc vô nhân, người dị nhân, làm bỏ nó đi. Bốn người đạo thì nó chỉ có bốn sắc na tâm đạo, cho nên mình bỏ luôn bốn người đạo, làm bỏ đi bảy hạng người. Bậc thánh A La Hán khi mà tu tập thiền, tu tập thiền tố, tức là bậc thánh tứ quả khi mà tu tập thiền là tu tập thiền tố, và đến khi chứng đắc thì chứng đắc bằng tâm tố. Mà tâm tố thì không có cho quả, cho nên chắc chắn đó là bốn tâm quả sắc giới không có mặt ở bốn tâm quả vô sắc giới không có mặt ở hạng người tứ quả. Thì nó chỉ còn lại gì? Còn lại người tam nhân với ba quả bậc thấp, tức là ba thánh quả bậc thấp, đó là sơ quả, nhị quả và tam quả, bốn hạng người. Cái này suy luận, mình tìm phương pháp để mình loại nó ra và mình nhớ nó. Bốn tâm quả vô sắc giới có mặt ở bốn hạng người, đó là phàm tâm nhân và ba quả hữu học. Rồi cõi thì phần này nó dễ, lý do là sao? Mỗi một tâm nó chỉ sanh về một cõi thôi, chỉ có mặt ở một cõi thôi, cho nên bốn tâm quả vô sắc giới thì nó có mặt với bốn cõi tương xứng của nó, tức là không vô biên xứ thì có mặt ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ thì có mặt ở cõi thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ thì có mặt ở cõi vô sở hữu xứ, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ thì nó có mặt ở cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm quả nó khác với có mặt khác hơn ở tâm thiện nha. Tâm thiện giống như nói lúc nãy, nó có thể xuất hiện ở cõi dục giới, sắc giới, hoặc là ở cõi vô sắc giới. Nhưng mà tâm quả thì không có vậy. Nó chỉ xuất hiện ở cõi vô sắc giới và chỉ xuất hiện ở cõi tương xứng với thiền chứng mà đã chứng đắc được. Mỗi một tâm có mặt ở một cõi. Rồi thì đó là phần bài học về tâm quả vô sắc giới. Kết thúc ở đây. Rồi xin trả mic lại cho lớp. Dạ chị Nhung. Nhung ơi. Nhung ơi, sư. Alo, dạ, con quên mở mic nãy giờ con nói quá trời. Dạ con sám hối. Dạ bài học đã kết thúc. Chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm quả sắc giới ngày hôm tâm quả vô sắc giới ngày hôm nay ạ. Dạ kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ bài học đã kết thúc, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Tha, dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt quý cô tu nữ cùng quý học viên trong lớp học hồi hướng phước báu của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha japama tha dewana gamahitika Bốn nhãn đô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu sa sa nang a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca
Bồn nhang nô an mô đàn tu chi răng ra khan tu nô ca rô a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhang nô an mô